Tôi mỗi khi làm việc nhà kiểu, hôm nay là một ngày thiệt là đẹp trời, nhân dịp cái nhà bừa bộn với cái chuồng heo thì mình sẽ quyết định dọn dẹp. Mệt quá à, nghỉ tay lướt điện thoại xíu nha. Lướt xíu thôi xong làm tiếp, làm việc phải có thư giãn thì năng suất nó mới tốt. 3 tiếng sau. Ôi trời, phải cất điện thoại để mình dọn dẹp tiếp thôi. Mình là người siêng năng đảm đang mà, phải tranh thủ dọn dẹp chứ. Alo, sao má? Ôi là trời, chấn động bầu khí quyển liền. Kể đi, mày cứ kể đi, tao rảnh mà kể đi, tao nôn nó nè, kể đi. Ý là có cái chỗ đó không mà mày dọn 3 ngày chưa xong đó. Ôi con tôi. Vẫn là tôi mỗi khi quét nhà lau nhà thì phải bật nhạc mở vlog nghe nha trời. Cảm giác mà không có tiếng người là giống như cuộc sống nó sẽ tăm tối á, mình cô đơn lắm á. Ê, bài này dính nha. Rồi xong tới công chuyện luôn, vô luôn. Rồi tới sáng luôn vẫn chưa thấy quét xong cái nhà nha. Ừ. Đi ngủ mai làm tiếp. Hôm nay coi TikTok xong tự tin làm đầu bếp ghê. Giờ đứng dậy đi nấu mì gói luxury coi. À, cái thịt bò này nó hơi đông đá chút xíu thôi, chờ nó rã đông đi. Giờ thì làm một dáng refi cái quỳ hình đài tiểu mũi ơi. Vô trận bông non ơi. Vô trận gì? Ủa chưa chơi refi bây giờ hả? Chắc đau đau game về đi, vô trận chỉ cho game dễ chơi lắm. Rồi hai đứa chơi chấn động một khí quyển luôn, tại sinh nhật 4 tuổi refi đang có đồ đẹp đồ ơ các kiểu đồ. Vô. 1 2 tay cao. Nửa tiếng sau. Anh ơi, thịt để nãy giờ nó tan ra chèm nhẹp rồi nè trời. Ủa vậy hả? Ý trời ơi, quên mất để đi nấu nè. Thịt là chắc đủ độ mềm rồi đó, còn bây giờ là mình bắt nước sôi lên nè. Rồi đổ nước vô, trong lúc chờ nước sôi thì mình vô trận tiếp bông non ơi. Anh em mình cùng chinh chiến trên sa trường. Mình chơi dán 10 phút thôi, chắc lúc đó là nước sôi hả? Chơi xem màn hồi mới sực nhớ ra là trời ơi, nước sôi nãy giờ trời. Rồi mình cho thịt xúc xích đồ vô, mà tại là đồ sống nó cần thời gian để chín, cho nên là vô trận tiếp bông non ơi. Nửa tiếng sau. Tính ra là mì nó nửa to bằng cái mặt của mày luôn đó. Thở đời tao mới thấy một người nấu một cái tô mì 2 tiếng đồng hồ mà chưa xong. Tôi mỗi khi giặt đồ kiểu bước 1 gom đồ dơ đi giặt, bước 2 nhét hết cái đống đó vô trong cái máy giặt, bước 3 là quên nha má, ngày hôm sau mới nhớ ra nè đó. Rồi xu lần 1. Chết cha, nó thúi mất tiêu. Ôi là trời, để cả ngày chỗ này xong nó thúi quá. Trời cũng hơi chua chua, không biết sao nữa nè. Chắc là phơi là nó hết à. Trời thiệt sự, ai gọi vậy giờ này. Lại một ngày nữa trôi qua, cái này là bước 4 nè. Cái đồ mà tao giặt hôm kia, hôm qua lấy ra biết nó lên móc chưa nữa. Bước 4, nhẹ nhàng ngồi xuống khiêng thao đồ lên và chắc bỏ vô giặt lại một lần nữa để cho chắc ha. Sau này mà nếu mà có ước mơ em xíu mơ em thiệt là giàu. Để chi biết không, mặc đồ dơ xong là bỏ luôn khỏi giặt đỡ mệt, ăn chén dĩa xong là quăng thùng rác luôn khỏi rửa, xài điện thoại hết pin mua điện thoại mới, không sạc pin đỡ mệt nhức đầu.